Con xin kính chào cộng đoàn ngày mới an bình trong Chúa Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Cái câu chuyện bên ly cà phê sáng hôm nay con muốn chia sẻ với cộng đoàn. Đó là cái câu chuyện mà cộng đoàn thấy gần đây, chắc chừng vài tháng nay, con làm cái bản tin giáo hội công giáo. Thì ngày hôm qua có một anh bạn nói: cha ơi, cha đừng gửi cho con cái đó, cha đừng làm cái đó. Giáo hội công giáo ở các nước nó xa xôi quá. Con nghe con chỉ biết cười. Có lẽ mỗi cái nhìn của mỗi người nó khác nhau. Thật ra thì vô tình thôi, con mới ra một cái suy nghĩ và cái ý nghĩ rằng là mình làm cái tin giáo hội công giáo. Và từ ngày mà làm cái bản tin giáo hội công giáo thì mình nhìn ra cái giáo hội công giáo trên toàn thế giới nó rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta thấy giáo hội không bình yên, giáo hội không bằng phẳng như chúng ta nghĩ. Ví dụ như khi làm tin công giáo thì con quan tâm được các kiến tông du của Đức Thánh Cha, rồi biết được giáo hội Đức đang ngầm tách lìa ra giáo hội, và Đức Thánh Cha phải đau đầu với giáo hội của Bỉ. Và khi mà làm cái tin giáo hội đó thì mình hiệp thông và cầu nguyện cho giáo hội. Đã gọi là một giáo hội hiệp hành. Giáo hội hiệp hành của mình không phải là chỉ có ao tù ở cái giáo xứ của mình, ở trong cái giáo phận của mình, ở trong cái giáo hội Việt Nam của mình, nhưng mà mình mở ra giáo hội hiệp hành mà mầu nhiệm các thánh thông công, giáo hội thông công với nhau. Nếu như mà mình chỉ ở trong cái ao tù thôi thì có lẽ ra nó hơi dở và nó hơi uổng. Và chính vì thế con làm cái tin giáo hội. Thật sự cộng đoàn biết rồi, mỗi ngày mà đầu tư cho cái bản tin giáo hội đó nó không có đơn giản đâu. Tìm hình rồi tìm cách đọc, rồi tìm tin rồi ghép lại, rồi xuất thành file, nó mất giờ lắm. Nhưng mà có lẽ là con nghĩ con hay dùng cái từ gọi là nghiệp chướng. Tức là thì mình làm cái đó trước hết là cho mình, để mình nghe, mình đọc được các bản tin giáo hội, và sau đó mình gửi cho người thân quen để cùng nhau đọc, cùng nhau nghe. Con chuyển thành file âm thanh để cho có thể bất cứ khi nào mình nấu cơm hay là mình ngồi trên xe đó, mình có thể nghe được tin giáo hội để mà mình hiệp thông, nghe để mình hiệp thông và cầu nguyện. Bởi vì trong niềm tin của đời sống Kitô hữu của chúng ta, quan trọng đó là lời cầu nguyện. Và chính khi mà chúng ta nghe, chúng ta đọc được cái tin giáo hội đó, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội. Đừng thờ ơ với những nỗi đau của giáo hội trên toàn thế giới. Nhiều cái giáo hội đang đau khổ, bị chiến tranh, bị tàn phá, bị áp bức lắm. Và chính vì thế chúng ta cần nghe, chúng ta cần biết để mà hiệp thông cầu nguyện. Đừng có suy nghĩ như anh bạn rằng là: cha ơi, thế giới nó rộng mênh mông lắm, gửi làm gì. Suy nghĩ đó đáng tiếc ha. Thì thôi thì con vẫn cứ làm, con vẫn cứ làm cái tin giáo hội đó, để khi nào rảnh, ai rảnh thì nghe, nghe để hiệp thông và cầu nguyện. Và như thế đó mới là cái giáo hội hiệp hành. Chứ còn nhiều khi mình cứ ở trong cái giếng của mình, trong cái ao tù của mình, thì mình không biết giáo hội của mình đang diễn ra cái gì, đang xảy ra cái gì, và mình không biết cầu nguyện như thế nào. Con xin chào cộng đoàn ha. Kính chúc cộng đoàn ngày mới an bình trong Chúa.